đây là một trụ nhũ canxit. Trụ này thì có chiều cao là 15 cm. Chiều ngang của đá là 12 cm. Tổng khối lượng nó nặng là 2,1 kg. Quay rất chi tiết để cho mọi người cùng thưởng thức. Ngắm kỹ viên đá. Đây là phần chóp của đá. Và đây là một đây là phần chân đá. Các bác xem video thì vui lòng bấm đăng ký để ủng hộ shop. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.